Xin chào tất cả các bạn, hôm nay sản vật vùng cao sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt nhận diện cái sâm ngọc linh rừng và sâm ngọc linh trồng cơ bản khác nhau ở những điểm gì. Đây là một củ sâm ngọc linh rừng. Rồi, sau đây là những đặc điểm cơ bản để nhận diện một củ sâm ngọc linh rừng. Một, sâm ngọc linh rừng thường có khối lượng nhỏ, cái dáng của củ thì nó chun quẳng, ngoằn ngoèo, kích thước bé, rất là nhiều mắt. Các bạn nhìn thấy cái củ này, cứ mỗi một cái này nó là 1 năm tuổi, củ này nó rơi vào cỡ khoảng 15 năm tuổi, nhưng mà khối lượng của nó chỉ đạt cỡ khoảng 1 lạng, 120 gram, 120 đến 150 gram. Đặc điểm thứ hai, sâm ngọc linh rừng thường có rễ tơ rất là ít và rễ rất là bé ngắn. Do sâm ngọc linh rừng nó ở trong môi trường tự nhiên, nó phải cạnh tranh ánh sáng, cạnh tranh dinh dưỡng, và đặc biệt là ở những cái điều kiện về tính chất thổ nhưỡng nó không đầy đủ dinh dưỡng, cho nên cái hệ rễ của nó không được phát triển nhiều. Đặc điểm thứ ba, ngọc linh rừng khi các bạn thái ra thì là thường có màu từ màu xanh kiểu long cho đến màu hơi tím nhạt và mùi rất là thơm, thơm mạnh. Còn đây, giới thiệu với các bạn, đây là một củ sâm ngọc linh trồng. Đấy, các bạn nhìn về hình thái của hai củ sâm ngọc linh này thì các bạn thấy rằng cái rễ của củ sâm ngọc linh trồng nó được chăm sóc tốt, nó nhiều dưỡng chất cho nên cái rễ của nó rất to và dài, rất là nhiều rễ tơ. Tuy nhiên thì tuổi của cái củ sâm ở đây thì là nó rất ít, củ này chỉ có 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi và 6 tuổi. Ở đây củ sâm này chỉ có 6 tuổi mà có khối lượng gần như gấp đôi củ sâm ngọc linh rừng. Thứ hai là cái màu của củ sâm ngọc linh, các bạn nhìn này. Ở cái độ tuổi thứ 6 như này, sâm ngọc linh trồng nó chưa thể có cái màu xanh hoặc là màu đen hoặc là màu xanh kiểu long được. Ở đây nó, các bạn thấy màu vàng nhạt, khác hoàn toàn với củ sâm ngọc linh rừng. Ở đây củ sâm ngọc linh rừng này giá trị cao cho nên mình không thể bẻ gãy ra để mình cho các bạn xem được. Nhưng đây là một đặc điểm chắc chắn để các bạn so sánh và phân biệt các bạn nhé.